信品牌的那个比啊，比那个比啊，外边好像来。就是做多一些，开麦做一些活嘛，现在，后来叫我们啊，各位来帮助我。các vị cũng đã đưa cháu dâu về với gia tộc của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn, đặc biệt là sự hiện diện của ông bà ngoại, là những vị đã có tuổi nhưng vì tình thương con cháu hôm nay đã cùng chúng tôi để đưa cháu dâu về với gia tộc của chúng tôi. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn. Và vì thời gian có hạn, cũng xin trình bày là bên họ nhà trai chúng tôi là mời khách là 11 giờ. Cho nên là bây giờ cũng đã là 11 giờ rồi. Cho nên là xin phép và cái thời gian để chúng ta làm nghi lễ, nghi thức tôn giáo và về gia tiên. Để gia tiên thì chúng tôi sẽ làm rất là ngắn. Cho nên là các vị bên gia tộc của bọn nhà trai cũng thông cảm vì lý do thời gian. Cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng giúp họ. Và trước hết thì xin trình bày với các vị quan viên hoặc là gái là chương trình chúng tôi cũng xin rút gọn như sau. Thứ nhất là lời chào mừng chúng tôi, sau đó là vị đại diện của họ nhà gái lời chào mừng cũng như là giới thiệu quý vị trong gia tộc đã đưa cháu về với gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp theo là chúng tôi xin làm nghi thức tôn giáo. Cái này chúng tôi cũng mong là các vị giúp họ. Và cuối cùng là khi nghi thức về gia tiên, rồi sau đó thì có thể là cho chúng tôi giúp họ bằng cách là nhận các vị trong gia tộc mà gọi là những vị mà bắt buộc là phải nhận trong ngày hôm nay. Còn lại những cái vị khác thì thời gian có hạn, cho nên chúng tôi đề nghị là các cháu sẽ đến và chúc các vị vào trong các cái dịp lễ Tết. Và hôm nay thì chúng tôi mong muốn là về cái họ máu thôi là các cháu sẽ nhận ngày hôm nay. Trước hết thì xin giới thiệu của một vị đại diện họ nhà gái có đôi lời. Chính năm 1/2018 tôi là ông ngoại của cháu dâu Phạm Thị Dung, được về làm dâu trong giáo xứ Thanh Tâm. Thì một thành viên từ dưới quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, được về hòa nhập các chú, các bác, anh chị phía giáo xứ Thanh Tâm. Cháu tôi có điều gì sơ sót thì quý vị thương yêu để kết nạp một thành viên mới trong cái khu phố này và một cái giáo xứ này để hòa nhập cộng đồng, cuộc sống chúng ta là cuộc sống bây giờ, cuộc sống hiện đại tân tiến. Và sau đây tôi cũng xin rút gọn thời gian ngắn bởi vì thời gian nó có giới hạn. Thôi nội ngoại thì quý vị cũng đã biết rồi, chú bác cô gì rồi dưỡng đồ gì đó, rồi để cái dịp Tết hoặc này cái nọ rồi nó còn tràn đầy hơn. Chứ còn bây giờ để giới thiệu nó rồng ra rồi mất thời gian quý báu cho đàn trai. Hôm nay tôi ông ngoại cũng thay mặt để tới dự lễ du vi của cháu tôi về tới đây. Thôi tôi cũng xin bàn giao lại ông trưởng vị bên họ đàn. Chúa và gia đình thánh Thánh Gia xin gìn giữ và giúp đỡ cho gia đình mới của con cháu chúng con hôm nay. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong nhà chúng con là làm cho chúng con được an tâm và sống
hạnh phúc trọn đời, thực sự như những lời mà chúng con đã hứa trong cái nghi thức tuần cuối hôm nay. Chúng con cũng đã tự hứa là yêu thương, tôn trọng nhau suốt đời. Và hôm nay chúng con hiện diện ở đây và cũng cầu xin Chúa cho chúng con được mọi sự an lành, khổ sát. Chúng ta cùng nhau đọc kinh lạy Cha, kinh mà chính Chúa đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng. Nước Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện Chúa nước cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha chúng con, xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Chúa là nguồn và là sự thật, sự sống và là tình yêu. Xin Chúa hiện diện mãi trong gia đình, trong gia tộc của chúng con, đặc biệt là giữ gìn và giúp đỡ, nâng đỡ gia đình mới hôm nay có mặt ở đây, để xin Chúa luôn luôn che chở và giữ gìn, cũng như cho các cháu được hạnh phúc trọn đời. Anh cầm trước đi. Rồi hai đứa tiến tới. Rồi các cháu đã lai lai của thì cái phần nghi lễ Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên đã xong. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin là cho cháu nhận họ. Đây là ông em ruột của bà nội của cháu ở bên hải ngoại mới về, cũng rất là may là ông để trùng vào với lại cái ngày vui của các cháu hôm nay, thì chắc là ông có gì ông cho cháu. Bác quay mặt đây ơi. Thì lô thì bao nhiêu thì không nói luôn. Rồi tiếp theo xin giới thiệu ông bà Thịnh. À đây bác Kỳ, bác cả. Đây là ông anh của bà nội. À đây bác. Cháu có gì bác cho các cháu. Dạ, xin được đưa cho hôm nay. Rồi, cảm ơn bác ông Kim. Xin mời ông bà Thịnh. Đây là ông bà là em của bà nội. Cảm ơn ông bà Đinh Dịch. Xin hết bà. Đinh Dịch. Theo lời di chúc của bà nội đã khuất rồi, nhưng mà vẫn di chúc các cháu ai lập gia đình thì bà gửi lại một ít quà cho các cháu. Hôm nay là cái ngày tân hôn của các cháu, thì bà gửi lại cho các cháu cái món quà của bà nội nhé. Đây là quà của ông bà. Và chúc rồi cảm ơn ông bà Thịnh. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông bà Cảnh. Rồi thì thôi được không, được rồi. Ông đứng cạnh là cái cháu. Ông đứng cạnh là cái cháu. Chú để yên. Xin cảm ơn ông Bà Cảnh. Xin mời bà Cố Hiền. Xin mời bà Cố. Bà ơi. Rồi tiếp theo xin cảm ơn bà Cố. Xin mời bác Hóa. Đây là anh ruột của mẹ
của chú rể. Bác đứng dịch bà tí bác ơi. Rồi, chúng tôi cảm ơn bác Hóa. Xin mời cô chú Long. Chú đứng dịch bà cháu đi chú ơi. Xin mời cô Oanh. Cô quay mặt đây cô ơi. Cô quay mặt đây cô ơi. Vâng, cảm ơn cô Oanh. Xin mời chú Thiếm Vĩnh. Xin mời chú Thiếm Vĩnh. Đây là em ruột của cô chú rể. Cô chú đứng dịch vào. Đấy, vào với cháu đứng dịch với cháu. Rồi. Cô chú đứng dịch con xin thăm mời nhà cô chú ơi, cô chú đứng dịch con xin thăm mời. Rồi, xin mời cô chú Lâm. Xin cảm ơn cháu. Mời cô Loan. Cô rồi, cảm ơn cháu. Mời chú Thím Thanh. Chú đâu? Rồi. À đây. Thầy mời các con cây nữa mong lên chậm này. Rồi, cô cho cháu đây. Rồi, xem mình là ý, không phải là cháu đâu, không phải là cháu đâu. Rồi, mời chú Thiếm Phong. Cô cho chú đẻ đứng xích ra tí, cô cho chú đẻ đứng xích ra tí. Chú có nói gì không chú? Rồi, cảm ơn chú Thiếm Phong. Mời chú Thiếm Vũ. Rồi, bây giờ như này là hết các bậc bề trên. Bây giờ anh em trong gia đình. À, ông mời anh chị Kha. Đây đây mà Kha. Này này này. Đấy rồi. À cho rồi bảo giảm nhanh. Rồi cảm ơn anh chị Kha. Rồi mời anh chị Khanh. Chị đâu? Rồi. Bây giờ là tới em Vương. Chơi đi đêm không à? Rồi. Rồi, cảm ơn các cháu. Tôi xin trình bày các vị hai họ như này là thực sự. Thank you.
còn mãi niềm tin bên nhau, dẫu tát biển đông cũng cạn hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Trọn đời loan phụng hòa mê.
người về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đã vang tiếng đàn tiếng ca tưng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé rước mâm khăn hồng khúc khích đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thêm lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Xin đại diện cho cả thành phần ban tổ chức cùng với chính đôi tân hôn hân hoan gửi đến tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại nơi đây lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân ơn và nồng nhiệt. Nhân lời mời từ đôi tập gia đình, chúng tôi hân hạnh và vinh dự là đơn vị tổ chức đại lễ thành hôn dành tặng cho đôi uyên ương. Sự góp mặt của tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại nơi đây luôn là một niềm vinh dự hân hạnh cho cả đôi tập gia đình của chúng tôi. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, hôn nhân là một câu trả lời hiện thực nhất trong tình yêu, và tình yêu vẫn mãi luôn là một điều kỳ diệu mà trong cuộc sống chúng ta bất cứ ai cũng phải cố gắng kiếm tìm. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay điều kỳ diệu ấy đã đến với đôi bạn Thái Sơn cùng với Thùy Dung. Trải qua một thời gian dài quen biết tìm hiểu, đôi anh chị Thái Sơn và Thùy Dung đã chợt nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau một ngày, và bởi vì họ đã chính thức tìm được cho mình một nửa để yêu thương, một nửa để sẻ chia và cùng nhau dắt dí nhau đến bến đỏ yêu thương hạnh phúc. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, ai chấp cánh cho chiếc kiếp tiền tổ, ai dẫn đường cho trai gái yêu nhau, và tình yêu thì luôn bắt nguồn từ đôi mắt. Ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Và ngày hôm nay ngày 28 tháng 10 2018, nhằm ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tuất, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, sự đồng hành của cả đôi tập gia đình của ông bà Vũ Hùng Dũng cùng với gia đình bà Dương Thị Tuyết đã cho chuyến xe hôn nhân mang biển số hạnh phúc mang tên Thái Sơn cùng với Thùy Dung cả bên bà hôn nhân hạnh phúc và gia đình. Thế mới biết trăm hoa đua nở một giọt chẳng bằng giây phút đợi chờ hôm nay. Ngay bây giờ đây chúng ta cùng hứa bắt được cổng hoa để cùng dành một tràng tay thật lớn nữa. Chúng ta chào đón hai người lòng lấy hạnh phúc nhất. Chúng ta sẽ chào mừng sự có mặt của chú rể Thái Sơn sẽ nhìn cùng với cô dâu Thùy Dung. Và kính mời tiến về trong cái buổi lễ ngày hôm nay gia đình bà Dương Thị Tuyết và đại diện cho tân tổ của cô dâu Thùy Dung, kính mời cậu bà Dương Văn Thanh và vị đại diện ông ngoại ông hai tuổi, chúng ta nhận lời chào mừng gia đình thông gia. Thùy Dung đó chính là cậu bà Dương Văn Thanh, hai vị đại diện trong cả đôi tập gia đình, chính là những vị đại diện đã từng đồng hành với tình yêu đôi lứa của chính đôi tân hôn và đã bảo trợ tinh thần cho chính bữa tiệc đại lễ thành hôn trưa nay. Xin đại kính mời tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại nơi đây hãy cùng nhận từ đôi tập gia đình của chúng tôi cái cúi đầu và lời cảm tạ tri ân chân thành mãi mãi. Tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại nơi đây luôn là một niềm vinh dự hạnh cho cả đôi tập gia đình của chúng tôi, và chính vì thế để gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khách quý đã không quản ngại đường xa xa xôi đã dành những thời gian rất quý báu của ngày nghỉ cuối tuần để tham dự và chung vui niềm vui hạnh phúc
của đôi tân hôn ngày hôm nay thì xin nhắn kế mời vị đại diện cho công viên tập nhà trai sẽ đại diện cho quý gia đình ông bà chủ hôn Vũ Hồng Dũng, đồng thời đại diện cho cả công viên tập nhà gái, đại diện cho quý gia đình bà thông gia Dương Thị Tuyết. Kính mời ông Xanh sẽ có những lời phát biểu, xin trân trọng kính mời. Ông đứng đây luôn, đứng đây luôn, đứng đây luôn. Kính thưa quý vị quan viên hai họ, đặc biệt là kính thưa quý vị bên họ nhà lái, trước hết chúng tôi xin thay mặt cho ông bà Dũng cũng như là chủ hôn ngày hôm nay, đồng thời xin thay mặt cho gia tộc của họ nhà trai, trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của vị đại diện cũng như các vị quan viên của họ nhà gái đã cùng chúng tôi để đưa cháu dâu về với gia tộc của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho gia tộc xin chân thành cảm ơn toàn thể các vị khách quý, các vị trong gia tộc, các vị thân bằng, các vị hàng xóm láng giềng và là những người thân yêu của gia đình ông bà Dũng. Hôm nay vì tình thương yêu đã đến đây để chia sẻ nỗi niềm vui của gia đình ông bà Dũng cũng như với gia tộc của chúng tôi. Chúng tôi xin đại diện cho cả bên gia tộc của họ nhà gái hôm nay một lần nữa xin chân thành sự hiện diện của các vị và những sẻ chia về tâm tình yêu thương của các vị với gia đình của chúng tôi, với gia đình của ông bà Dũng và đặc biệt là với họ nhà trai. Sự hiện diện của các vị đã khích lệ cũng như ngày một cuộc đời hạnh phúc. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị và chúc các vị một bữa ăn ngon miệng. Xin cảm ơn. Xin chào quý vị, một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành và trọng thị của vị đại diện quan viên tộc nhà trai, đồng thời đã đại diện cho cả quan viên tộc nhà gái. Và trước khi kính mời hai vị đại diện cùng trở về vị trí, bây giờ đây xin là kính mời ông ngoại của cô dâu và ông Xanh sẽ tiến về trước để cùng bắt tay nhau thiên hiệp, chúng ta đánh dấu cho tình nhân gia của cả đôi tộc gia đình. Thưa quý vị khách quý thân mến, đã rằng là nghĩa vợ chồng dấu cho miếng núi cạn sông trắng dày, đá dầu nát bằng dầu phai, trăm năm biết nợ chẳng phai lời nguyền. Ngay bây giờ đây mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng hứa mắt về trên lễ đài sân khấu để cùng với ban tổ chức chúng ta sẽ cử hành nghi thức quan lộ sông banh khai đường mừng, cùng sẻ chia cho biết cưới trăm năm, tượng trưng cho tình yêu luôn trắng trong, lúc ngọt ngào của tình yêu đôi lứa đôi chị đã dành tặng cho nhau. Đợi chiều vàng hôn trên làn tóc,
một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi, tình tú trời cao thành vương miền xa. Cao trầu cho mình ở chúng em ha,
mình cưới em nhé xuống này để năm sau nhà thêm tiếng trẻ thơ tập bi bô. Ta cùng với nhau trong vườn rau, ruộng lúa dương cây xanh mau, anh chăm cày bừa em nhanh tay hai, nhà mình sẽ no. Từ lâu rất lâu, nhưng đến vừa rồi anh mới ngỏ lời. Khi mùa lúa chín anh sang nhà giúp mẹ cha em không nề hà, dẫu nóng trưa hè nắng sạm giá. Mẹ anh ưng em nhiều lắm anh càng thương hơn, đi ra đi vào chẳng biết nói sao bây giờ. Đêm nay hát đình ở làng bên, em có đi không để anh qua, nhà thưa với mẹ cùng cha. Để từ ngày đó anh và em thành một đôi, khắp xóm ngoài làng đều khen đôi mình đẹp. Anh cười nhiều hơn em biết không, xuân này mẹ cha anh sang, nhà em để xin cao trầu cho mình ở chúng em ha. Mình cưới em nhé xuân này để năm sau nhà thêm tiếng trẻ thơ tập bi bô. Ta cùng với nhau trong vườn rau, ruộng lúa dương cây xanh mau, anh chăm cày bừa em nhanh tay hai, nhà mình sẽ no. Để từ ngày đó anh và em thành một đôi, khắp xóm ngoài làng đều khen đôi mình đẹp. Anh cười nhiều hơn em biết không, xuân này mẹ cha anh sang, nhà em để xin cao trầu cho mình ở chúng em ha. Mình cưới em nhé xuân này để năm sau nhà thêm tiếng trẻ thơ tập bi bô. Ta cùng với nhau trong vườn rau, ruộng lúa dương cây xanh mau, đôi ta một lòng bên nhau cho đến bạc đầu răng long. Made you all smile, then I got to hold ya. With the spring or fall, I adore ya. Especially when it's cold, I will hold ya.
chàng đã cho em tình yêu ngọt ngào ngát xanh, lung linh muôn tia nắng dọi lòng em say đắm, chốn phong ba trần gian làm ngập ngừng trái tim. Bên anh em luôn mơ ước tình mình mãi không phai, nên em không mong chỉ nữa có anh thôi đời vui. Bao tô chốn thế gian ta luôn luôn có đôi, dẫu biết có nhiều trò đời là dối gian bao trái ngang. Cùng em uống bên yêu say tình tối nay, ta chấp cánh cho bao mơ mộng, hòa lên khúc hoan ca môi kề với nhau, yêu nhau đêm nay và ngàn đời sau. Cùng em uống bên yêu say tình tối nay, ta chấp cánh cho bao mơ mộng, hòa lên khúc hoan ca môi kề với nhau, yêu nhau đêm nay và ngàn đời sau. Cùng em uống I'm
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong tâm hối đã không còn thấy hy vọng thay trời trên trời mới đã được một thời đã xa ngàn khơi. We'll be right back.
còn đây. Ngồi cho anh bên tay, hứa với về cho em trở lại trong tay. Mấy năm ngày cho em, ngày cũng xây đôi ta hai về. Nào bước đi trên con đường này, ngày cho chúng ta vẫn đi cùng anh một ngày như thế. Kính thưa toàn vị bên đàn trai, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tuất 2018. Nay cũng là lễ hành hôn Sơn và cháu ngoại tôi là Thì Dung. Tôi thay mặt bên đàn gái có sự hiện diện là bà con thân quyến, lượng tánh bên họ đàn trai đã tiếp đãi chu đáo và ân cần, tâm đắc và cởi mở thân mật. Trước khi ra về tôi không biết lấy gì hơn, tôi thay mặt bên đàn gái có đôi lời cảm ơn lượng tánh bên họ đàn trai những lời tri ân và thành kính nhất. Trước khi dứt lời, cháu tôi ở địa phương này, trong cái vùng của Đức Chúa Thanh Tâm, giáo xứ Thanh Tâm, cũng là để hòa nhập với cộng đồng cô bác, anh chị em tình làng nghĩa xóm. Cháu tôi nó còn thơ ấu, có điều gì sơ sót cũng kính mong bà con lưỡng tính trong thông xóm địa phận nơi cư ngụ đây và có tấm lòng tha thứ và chỉ bảo và tiến tới để một thành viên của cộng đồng trong khu phố của giáo xứ Thanh Tâm. Tôi xin rất là xin cảm ơn. Xin thay mặt bên họ nhà trai, trước hết chúng tôi xin hết sức là cảm ơn ông ngoại đại diện và là trưởng tộc của bên họ nhà gái hôm nay đã cùng với chúng tôi để đưa đón cháu dâu về địa phương về với chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi hết sức là cảm ơn, xin chân thành cảm ơn toàn thể các quý khách, xin cảm ơn tất cả những người thân yêu, bạn hữu và đặc biệt là những người thân yêu của gia đình ông bà Dũng hôm nay đã hiện diện nơi đây
Chúng tôi xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn vị đại diện cũng như toàn thể quý vị họ nhà gái. Chúng tôi biết là trong tổ chức chắc chắn có nhiều thiếu sót. Xin quý ông trong quý vị là thông cảm và bỏ qua cho. Cuối cùng chúng tôi xin một lần nữa xin cảm ơn và chúc quý vị quan viên cũng như là ông ngoại của họ nhà gái thịnh lộ bình an. Xin cảm ơn. Chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Dài lâu thương em từ lâu, anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu anh cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim trong tay em nghe ngọt ngào. Nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu. Em muốn yêu anh dài lâu, em muốn yêu anh dài lâu, em muốn yêu anh đậm sâu.
Tình yêu vội vã chiếm tim,